nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngài chỉ đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Thank you.
đi kiếm nãy giờ kiếm quá trời luôn. Quá trời bánh luôn rồi. Lấy lấy một bạch bánh này, bánh bánh lá lá mờ. Lấy hai thứ đi. Dạ, lấy hai thứ. Gì? Bỏ nhiêu không trời? Cái đó nhân gì vậy con? Có đậu có dừa luôn. Nhân đậu. Nhân đậu phải không? Ăn đậu hay dừa em lấy cho. Cái đó bánh bò. À, lấy một một hộp đi, lấy một hộp, à, lấy mỗi thứ một hộp đi. Thanh đúc không? Bỏ vô luôn nha. Ở sao nó có gì trắng trắng? Cốt dừa chứ. Ờ, nó cốt dừa. Bánh bò để che. Cái này nó cứ dừa. Thấy không? Béo mà. Nó lại bò lợn, bò sữa, bánh ú nữa. Cái gà lợn, cái mì, mông. Mà bánh trắng à. Cái này bánh trắng à. Không lấy đậu. Về nước cho không bánh bánh bò lấy 5 cái bánh bò này, bánh bò này ha, bánh bò sốt cái đấy thì lấy 6 cái thì 42 thì 40 bánh bò sữa này, bánh bò nướng nè, bánh bò lợn ngon á, không phải bò lợn nè. Này có sữa không vậy? Cái đó mà nước cốt dừa với bánh ba với dây gan bò với đậu xanh này kia đó ngon lắm. Bánh này chế làm hay là ở nhà hay là đặt hay lấy của lò? Cái bánh bò này chị tự chế tự làm hả? Bánh quá chừng luôn, đủ thứ loại bánh luôn, ngon ơi là ngon. Làm chi cho mệt, ra đây mua cho sướng nè. Về Cà Mau mua bánh á, nó vừa ngon mà vừa rẻ lắm luôn nha. Cho xem cái đồng nước cốt quê chứ mê nước cốt bánh và có nước cốt quá mới ngon. À, đây thùng nước cốt nè, quá trời ngon luôn. À, được. Béo quá trời luôn. Nhiêu tiền vậy chứ? Đó, có mè không vậy? Có bánh bò. Nó ờ, cái gì? Tại bánh bò có mè, nó ngon. Thử rồi.